Tiêu Chiến và Phạm Thừa Thừa gặp hạn vì fan hai bên đấu nảy lửa, đòi tẩy chay vai trái có bạn. Cộng đồng mạng xứ Trung đang vô cùng xôn xao bàn tán về trận chiến nảy lửa giữa fan hai nhà Tiêu Chiến Phạm Thừa Thừa. Vì điều này, fan Tiêu Chiến kêu gọi tẩy chay cặp đôi Vương An Vũ, Phạm Thừa Thừa trong vai trái có bạn, khiến studio của Phạm Thừa Thừa phải lên tiếng ám chỉ nhưng chẳng hề có hiệu quả. Vậy nguyên nhân bắt nguồn từ đâu? Vụ kết quả bắt đầu từ một blogger trên mạng đưa tin, một fan lớn của Tiêu Chiến bất ngờ trèo tường, quay sang ủng hộ Phạm Thừa Thừa, Vương An Vũ. Điều này khiến fan Tiêu Chiến vô cùng tức giận, lập tức quay ra anti cặp diễn viên vai trái có bạn. Chưa dừng lại ở đó, tin đồn còn cho rằng fan Tiêu Chiến đã đốt nến trù dập Phạm Thừa Thừa không sống được quá 25 tuổi. Thông tin trên khiến fan Phạm Thừa Thừa giận dữ thay thần tượng, nhảy vào mắng chửi nhau gay gắt với fan Tiêu Chiến. Cũng có nguồn tin cho rằng, việc fan Tiêu Chiến công khai nhắm tới Phạm Thừa Thừa chứ không phải Vương An Vũ là do trước đây fan Phạm Thừa Thừa đã từng mắng chửi và trù dập tương tự đối với Tiêu Chiến. Lý do là hồi sự cố 227, Tiêu Chiến và Phạm Thừa Thừa có quay chung một chương trình nhưng bị cắt sóng vì scandal quá lớn. Fan Phạm Thừa Thừa cho rằng Tiêu Chiến gây ảnh hưởng đến thần tượng mình nên đã chửi bới, tẩy chay, trù dập Tiêu Chiến chết đi. Trước tình hình này, phía công ty quản lý của Phạm Thừa Thừa, VKB Studio đã đăng một bài với nội dung hướng dẫn fan theo đuổi thần tượng đúng cách như không donate, không tranh cãi trên mạng, không truy đuổi xe, không so đo. Điều này như đổ dầu vào lửa, chọc giận fan Tiêu Chiến, khiến họ kéo nhau vào studio của Phạm Thừa Thừa, mắng chửi, đòi làm cho ra lẽ. Theo đó, fan Tiêu Chiến tố fan Phạm Thừa Thừa cũng gây quỹ donate nhằm chuẩn bị cho dự án sinh nhật sắp tới của Phạm Thừa Thừa. Ngược lại, fan Phạm Thừa Thừa cho rằng fan Tiêu Chiến làm sai đủ cả. Từ donate, hung hăng mắng chửi nghệ sĩ khác, truy đuổi theo xe thần tượng, tranh cãi trên mạng, ảnh hưởng tới nghệ sĩ. Hai bên lời qua tiếng lại vô cùng gay gắt. Đây không phải lần đầu fan Tiêu Chiến rơi vào cuộc chiến với các fandom khác. Trước sự tranh cãi nảy lửa giữa hai fandom, phía nghệ sĩ vẫn giữ thái độ im lặng, chưa có động thái tiếp theo. Trước đó, nữ diễn viên Nhậm Mẫn đang đảm nhiệm vai chính trong bộ phim Ngọc Cốt Giao cùng nam diễn viên Tiêu Chiến cũng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. So sánh về độ nổi tiếng hiện tại, Tiêu Chiến chắc chắn ở tầm cao hơn Nhậm Mẫn rất nhiều. Chính vì thế, fan tỏ ra không hài lòng, cho rằng Nhậm Mẫn không xứng đôi với Tiêu Chiến. Đặc biệt, khi hình ảnh poster và cảnh hậu trường của phim được hé lộ, nhiều người chê bai tạo hình Chu Nhan, Nhậm Mẫn đóng, xấu xí, trông như người hầu của thời ảnh Tiêu Chiến đóng. Cũng bởi điều này, người hâm mộ đã thay nhau ghép hình Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Giao với những nữ minh tinh xinh đẹp khác của màn ảnh Hoa ngữ.